Bí quyết sống thọ. Thật ra cuộc sống của chúng ta phải nên vui vẻ, năng động và có ý nghĩa. Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều với thời gian của chúng ta. Học hỏi chỉ vì niềm vui, vì để học hỏi. Quý vị có thể học đàn dương cầm, tay ban cầm hay bất cứ gì quý vị thích. Học khiêu vũ chỉ để tập thể dục. Học đánh gôn, túc cầu, bóng chày, quần vợt, tennis hay bất cứ gì quý vị muốn. Quý vị vẫn luôn có thể bắt đầu vì cơ thể quý vị sẽ tuân theo mệnh lệnh của tâm. Các tế bào sẽ bắt đầu sản xuất ra những tế bào trẻ hơn. Vì quý vị muốn sống nên cơ thể sẽ nói, ồ, anh muốn sống à, tốt thôi, chúng ta sống. Tại sao không? Các tế bào chỉ lắng nghe mệnh lệnh của đầu óc, do đó phải chắc chắn là đầu óc quý vị lành mạnh, sống động, tích cực và quý vị muốn sống. Rồi quý vị sẽ sống lâu hơn. Đó là bí quyết trường thọ duy nhất. Quý vị cũng có thể dùng một ít thuốc bổ nếu quý vị tin vào đó, bởi vì quý vị có niềm tin vào thuốc. Nếu quý vị tin thuốc bổ tốt cho mình, thì dĩ nhiên niềm tin của quý vị được đặt vào viên sinh tố và khi quý vị dùng, nó sẽ tốt cho quý vị. Dĩ nhiên, sinh tố cũng có thể giúp cung cấp một số yếu tố thiếu sót vì đôi khi chúng ta dùng không đủ dinh dưỡng, dùng quá nhiều một loại mà không dùng loại khác. Nhưng thật ra nếu chúng ta năng động, cường tráng và đầu óc chúng ta lành mạnh, nó có thể biến bất cứ thức ăn gì thành dinh dưỡng lành mạnh và giúp chúng ta khỏe mạnh. Nhưng hãy tránh xa chất độc, rượu, thuốc lá và thuốc nghiện. Thuốc nghiện ý tôi là ma túy, cần sa. Những chất này là thuốc độc cho quý vị. Và những chất độc này rất mắc tiền. Quý vị thật dại, trả nhiều tiền dạy cho thuốc độc, rượu mạnh không rẻ, bất cứ gì có rượu đều không rẻ. Uống nước trái cây, nước lã, nước khoáng, nước vòi nếu nó đủ sạch và uống được. Những thứ này tốt cho quý vị. Ăn thực phẩm lành mạnh. Ăn trái cây, rau, đậu hũ, chất đạm từ rau. Tất cả những thứ này rất tốt và kéo dài đời sống quý vị. Ăn quả hạch tốt cho chúng ta. Các loại bơ thực vật, đủ loại thức ăn tốt cho quý vị. Dầu ô liu, bất cứ gì thiên nhiên đều tốt cho quý vị. Thế nên đừng để cho cơ thể thiếu dinh dưỡng cần thiết, nhưng đừng ăn quá độ, bởi vì như vậy khiến cho quý vị không khỏe, buồn ngủ. Cho dù thức ăn ngon, cũng hãy ăn đủ theo cơ thể cần. Nếu ăn quá mức, cơ thể cũng không thể tiêu hóa và phần lớn bị thải ra ngoài. Tất cả giới luật và tất cả những điều tôi truyền đạt cho quý vị đều tốt cho quý vị. Cứ làm theo đó rồi quý vị sẽ sống thọ hơn, quý vị sẽ mạnh khỏe hơn và kinh tế của quý vị sẽ tốt hơn trước kia. Quý vị tiết kiệm rất nhiều tiền cho thuốc men và bác sĩ và khỏi phải đau khổ. Không những tiết kiệm tiền, quý vị không cần phải đi bệnh viện nhiều vậy. Nếu có thể, hãy ăn ở nhà, tự nấu lấy cho chồng và con cái. Thỉnh thoảng, dĩ nhiên quý vị muốn vui hưởng, thì đi ra ngoài ăn cũng không sao. Nhưng hãy cầu nguyện thật nhiều trước khi ăn. Niệm hồng danh thật nhiều, tẩy rửa thức ăn bằng ánh sáng và bằng bất kỳ lực lượng nào quý vị có thể nhận được, từ bất cứ đâu. Từ thập phương, rồi ăn và tin rằng thức ăn đó sạch sẽ và lành mạnh. Ông đạo chuối. Con người lo lắng về thức ăn nhiều quá. Thật ra quý vị phải gần chết đói mới có thể nghĩ tới chuyện thiếu dinh dưỡng. Nếu không quý vị ăn gì cũng được. Cứ niệm danh Thượng Đế. Không phải là cái gì cũng được. Ý nói thức ăn gì cũng được. Miễn là đừng ăn mấy thứ độc hại cho thân thể thì quý vị sẽ sống sót. Có những chuyện lạ lắm. Có nhớ anh chàng kia người Formosa, Đài Loan, bị thất lạc trong một cuộc chiến Nhật hay ở Phi Luật Tân gì đó. Ổng trốn trong ruộng chuối 30 năm. Phải 30 năm không? Ngày nào ổng cũng ăn chuối, rồi ổng thành chuyên gia nấu chuối. Ông nói ông ăn chuối luộc, chuối nướng, chuối xanh, chuối lát, chuối ăn trực tiếp, đủ loại chuối. Trở thành sâu chuối 30 năm mà không có sao cả. 30 năm không bị gì hết. Rồi khi họ kiếm ra ông, đưa ông về lại Formosa. Ồ, họ đãi ông đủ thứ tiệc tùng, ngày nào cũng thịt, cá, rượu, đủ thứ. Và không bao lâu sau, ổng chết.
ở đó tốt hơn cho ổng. Tôi biết, lúc đó ổng còn ăn chay, ông đạo chuối, đây gọi là đạo chuối. Có một ông đạo sĩ ở Âu Lạc, ổng chỉ ăn dừa mà sống thôi. Người ta đem đồ ăn cho ổng mà ổng không ăn, người ta gọi ổng là ông đạo dừa. Ông đạo dừa, ổng nổi tiếng lắm. Anh này nói với chị hai là bên Âu Lạc mình cũng có ông đạo sĩ kiểu này, đạo sĩ ăn dừa không, mình gọi ông là ông đạo dừa. Rồi anh ta mới nói, ồ đúng rồi, giờ mình lại có ông đạo chuối. Vì hồi nãy tôi kể quý vị nghe chuyện anh chàng ăn chuối, cho nên quý vị thấy đó, con người với nghị lực mãnh liệt có thể vượt qua tất cả. Nhưng chị hai không khuyên quý vị ngày nào cũng ăn chuối đâu nhé. Chưa chi đã thấy như trái chuối rồi, đừng có ráng nghe không. Dừa nữa, đừng có ráng. Rồi anh đó nói là ông đạo dừa ốm nhom. Ta nói dĩ nhiên, quý vị có thấy cây dừa nào mập không? Không bao giờ phải không? Thì dĩ nhiên ăn dừa phải gầy chứ hả? Đàn bà đừng có thử nghe không? Đừng lo, quý vị đẹp rồi, đậu hũ làm quý vị đẹp. Lúc này thấy đẹp, thấy khỏe mạnh. Quý vị thích ăn gì thì ăn, miễn đủ dinh dưỡng và tốt cho lối sống của mình. Đừng có ráng ăn cơm gạo lứt muối mè rồi không thích và trách chị hai. Quý vị có thể gầy còm hơn nữa, không phải vì thiếu dinh dưỡng, mà vì quý vị không ăn. Ăn không ngon lắm. Nhưng hồi chị hai còn ở một mình, trong chùa bế quan 3 tháng, chị hai chỉ ăn có cái đó không? Vì sống được nên chị hai nghĩ mình có thể tiếp tục. Lúc đó cũng không có đậu xanh, chỉ có gạo lứt với muối mè và xì dầu. Vậy thôi đó. Mới đầu khi tôi mới đến, người ta mang trái cây này nọ. Vài ngày sau hết, chỉ có gạo lứt, mè và xì dầu. Nhưng là ngon nhất. Ngày nay nhiều khi họ nấu thật nhiều mà chị hai không thấy mùi vị gì cả, không thấy ngon. Ăn giống như ăn giấy vậy, thật đó. Như giấy với muối hay rơm với xì dầu. Khi mình không vui hay bận rộn quá hay đang căng thẳng thì không thấy muốn ăn. Ăn vô cũng không ngon. Cho nên quý vị ăn bất cứ gì miễn thấy ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho mình, vậy là được rồi. Đừng lo lắng về vấn đề đó nhiều quá. Nếu bữa nay ăn không đủ, ngày mai có thể ăn bù lại, hiểu không? Như vậy cũng được. Lợi ích của nhịn ăn với nước ép trái cây. Sự thật là nhiều căn bệnh cũng có thể được loại bỏ nhờ cách này, vì nó dọn sạch mọi thứ. Tôi rất vui khi quý vị làm thế. Tôi vui là quý vị có đủ can đảm và sức chịu đựng để làm việc này, nhưng dĩ nhiên dưới sự hướng dẫn sáng suốt thì luôn an toàn hơn. Một khi chúng ta phá vỡ định kiến là chúng ta cần thực phẩm mỗi ngày, chúng ta cần thực phẩm đặc, chúng ta cần cái này, cần cái kia. Một khi quý vị tự chứng minh rằng tôi đã qua được một tuần, tôi có thể vượt qua một tuần nữa và tôi không sợ gì nữa. Sau đó quý vị có một cảm giác sảng khoái. Đây không chỉ là về việc nhịn ăn một tuần, mà là sự dũng cảm bên trong quý vị sẽ tăng lên. Ít nhất là trong một thời gian sau khi nhịn ăn, quý vị cảm thấy như mình không sợ gì cả. Quý vị có sự dũng khí như thể quý vị có thể làm bất cứ điều gì. Quý vị thậm chí có thể nhịn ăn một thời gian dài, đừng nói chi đến việc thử đổi sang ăn trường chay, thuần chay. Quý vị có thể làm nhiều việc, sau một tuần hay hai tuần, nhịn ăn, chỉ dùng nước ép trái cây, quý vị cảm thấy như mình trở thành vô địch. Hệ thống nước ép rau quả. Tôi chọn lối ăn này, lối uống nước ép. Bởi vì quý vị chỉ cần một máy xay sinh tố và bất cứ gì mình muốn, chỉ việc cho vào đó, ví dụ một miếng dưa leo, một ít táo. Tôi trồng giá như giá diêm mạch, rất nhanh, và giá đậu xanh, giá linh lăng và giá đậu lăng, giá hạt hướng dương. Tôi trồng bất cứ gì tôi có thể, và tôi trồng rất nhiều giá. Tôi để một ít vào máy xay sinh tố, chung với thực phẩm hòa bình. Thực phẩm hòa bình và yêu thương. Và một ít bột cỏ lúa mì xanh, nếu không có tươi thì tôi bỏ bột vào. Và một ít các thứ omega 6, 12, bất cứ gì quý vị có thể mua từ hạt lanh này kia. Chẳng hạn hôm nay đã cho gì vào máy sinh tố nhỉ? Tôi cho một ít rau rucola.
cũng gọi là rau róc thịt, trong tiếng Anh rucola. R-U-C-O-L-A, rucola. Tôi cho cỡ một nắm tay vào đó và một ít giá. Hôm nay tôi còn một ít giá, giá đậu lăng mà tôi trồng khoảng 10 ngày trước, nhưng tôi không ăn nhiều nên ăn được rất lâu. Và tôi khám phá ra là nếu quý vị không đậy chậu trồng giá, chỉ đậy với một miếng lưới và mỗi 2 đến 3 ngày sau khi giá lên rồi, quý vị để trong tủ lạnh với miếng lưới trên đó cho thoáng khí. Nhưng trước hết phải làm ráo trước. Quý vị phải lật úp nó lại cho nước chảy ra hết qua miếng lưới và bồn rửa hay gì đó, rồi quý vị để vào tủ lạnh. Mỗi 2 đến 3 ngày, có thể 3, 4, 5 ngày, tùy ý, quý vị rửa lại với nước nếu giá vẫn còn tươi, rồi lật úp xuống để cho nước chảy ra hết. Như vậy giá vẫn tiếp tục mọc và tươi. Bất cứ loại giá nào mau bị chua hơn, quý vị ăn trước, và các giá khác ăn sau. Giá sống là một lối ăn rất tốt, quý vị đi đến đâu cũng có thể có được. Giá thật sự là rau cải tươi, và cũng vừa là chất đạm, như diêm mạch là chất đạm hoàn toàn, và đậu lăng toàn chất đạm, đậu xanh toàn chất đạm. Và quý vị cũng dùng rau cải cùng với chất đạm qua các loại giá. Quý vị thật sự có rất nhiều trong giá, bởi vì tôi du hành tới lui, đôi khi tôi phải chạy và không có thời giờ để đi mua rau cải. Và trái cây quý vị cũng có thể trộn chung với giá để có vị ngon hơn. Ví dụ bột xanh hay nước ép cỏ lúa mì xanh, loại mà người ta làm nước ép, không phải loại cỏ dại như thứ dùng để hút. Nếu quý vị nếm riêng nó thấy không ngon, nhưng nếu để chung với trái cây, cùng với nước ép trái cây và rau cải và các trái cây khác, rồi xay thành nước ép hơi sệt hay lỏng hơn một chút, thì quý vị uống rất nhanh, dễ hơn và rất ngon, như vậy mình muốn uống. Nếu chỉ uống nước ép cỏ xanh thôi, quý vị không muốn uống, hay nếu quý vị chỉ xay riêng, ví dụ như tên là gì nhỉ, có lẽ là rong biển hay gì đó. Nếu uống chỉ mình nó thì không ngon, nhưng nếu trộn với trái cây và rau củ khác, ngay cả rau rucola, thì quý vị sẽ có vị thật tuyệt vời. Hay quý vị cho lá ngò vào đó, có thể cho các thảo mộc khác vào, thì có vị rất ngon, và quý vị sẽ thích uống và rất bổ dưỡng cho quý vị. Tôi cho bất cứ gì vào đó, bất cứ gì tôi cần và bất cứ gì tôi không thích, tôi cũng cho vào chung, rồi uống. Chỉ nước trái cây hay rau cải trộn chung với máy xay sinh tố là đủ tốt cho tôi. Cảm thấy khỏe, cảm thấy đủ, không thấy đói sau đó. Quý vị chọn những gì mình muốn nhé. Chọn lối dinh dưỡng nào thích hợp với mình. Chọn bất cứ lối ăn nào, miễn là thuần chay, thích hợp với quý vị. Nhưng tươi sống hơn chút, càng tươi sống càng tốt cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy khỏe hơn, nhưng nếu không thì quý vị cứ ăn những gì mình thích, miễn là thuần chay và thân thiện môi sinh hơn. Và cố gắng loại bỏ những gì ít lợi ích hơn cho môi sinh và chọn thức ăn bổ dưỡng hơn, lành mạnh hơn cho mình. Quý vị cứ làm vậy từ từ cho tới khi đạt đến những gì mình muốn, tới khi đạt đến lối ăn mình muốn. Nước uống hiện nay không tốt lắm. Người ta cũng nghĩ rằng họ chỉ ăn nhiều để được khỏe mạnh, không nhất thiết như vậy. Bởi vì có nhiều thứ không tốt cho sức khỏe chúng ta, nhưng không sao, cứ từ từ thôi. Quý vị thích ăn gì thì ăn và thiền nhiều thêm. Khi quý vị uống nước, cho thêm vài giọt nước chanh vào, bởi vì nước bây giờ không được tốt lắm. Đất đã bị nhiễm độc hóa chất, khi nước chảy qua đất bị ô nhiễm, nó cũng bị ô nhiễm. Ngay cả nước mưa cũng hơi bị ô nhiễm, có nơi thì nước mưa sạch sẽ, nhưng có nơi thì không, do không khí bị ô nhiễm. Trong không khí cũng có chất độc, bụi cũng bị ô nhiễm, khi nó đi vào nước mưa thì không được tốt lắm. Nên tốt nhất quý vị uống nước lọc, lọc nước rồi nếu cần thì đun sôi. Nếu tôi nói ra hết, quý vị sẽ không ăn được gì cả. Tôi không dám nói ra hết, tôi chỉ giữ cho bản thân mình. Nếu tôi nói cho quý vị, doanh nghiệp của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người sẽ sợ ăn cái này, cái kia.
Thật ra trong thời hiện đại, DNA của chúng ta đã thay đổi quá nhiều, cho nên rất khó để sống thọ được. Không quan trọng là quý vị ăn hay không, hoặc ăn nhiều hay ít, thì cũng không khác gì bao nhiêu. Sau khi tu hành đạt đến những đẳng cấp nào đó, chúng ta có thể ăn ít, thậm chí có thể ngừng ăn. Nhưng làm ơn đừng thử xem đẳng cấp của mình đạt được cao bao nhiêu. Ví dụ tôi ăn một hoặc hai trái bưởi mỗi ngày, nước bưởi vắt. Nhưng sau khi tôi nói cho quý vị hôm nay, có thể bắt đầu từ ngày mai, tôi phải ăn uống như điên. Có thể vậy. Bởi vì khi quý vị về nhà và thử làm như vậy, rồi cầu nguyện sư phụ giúp, tôi sẽ phải ăn cho quý vị. Và rồi tôi sẽ không thể ăn những thứ như trước nữa. Nhưng vì tôi là sư phụ của quý vị, nên tôi phải nói hết cho quý vị. Tôi phải nói cho quý vị bất chấp nghiệp chướng, nó luôn luôn là thế này. Nếu tôi nói cho quý vị tôi thường ăn những gì, sau này tôi không thể ăn những thứ đó được nữa. Tôi nói cho quý vị, hay là hiện tại tôi uống nước bưởi hoặc nước cam, hoặc ăn một trái táo mỗi ngày, rồi sau đó tôi ăn một vài gói mì ăn liền, loại đặc biệt từ Formosa Đài Loan, làm từ bột gạo. Sợi mì rất mỏng với một chút gia vị và không có nhiều thành phần bên trong, nên tôi có thể ăn. Lối ăn này tốt cho tôi. Nhưng quý vị cũng đừng ép mình ăn như thế này, rồi sau này tôi không thể làm vậy được nữa. Hãy để tự nhiên. Điều gì xảy ra khi quý vị ăn trứng? Điều gì xảy ra khi ai đó ăn trứng? Máu của họ, cơ thể của họ trở nên rất đen. Máu linh thể, năng lượng vô hình của máu trong cơ thể biến thành đen. Đó là vì sao hầu hết các phù thủy. Thật ra một trong những đồng tu của chúng ta đã thấy khi cô ta thiền, nên họ không dám ăn trứng nữa. Trứng có tiềm năng thu hút năng lượng phủ định, cho nên khi ăn trứng quý vị thu hút năng lượng phủ định đó vào cơ thể mình. Bên cạnh đó, trứng có một phần sự sống trong đó, và đôi khi nó vô sinh, quý vị không bao giờ biết nó có khả năng sinh sản hoặc vô sinh. Trứng không tốt cho cơ thể của chúng ta. Một số khoa học gia đã chứng minh là nếu quý vị ăn nhiều trứng, quý vị cũng sẽ có vấn đề về gan. Trứng là một chất đạm rất cô đặc, rất khó cho cơ thể tiêu hóa, mặc dù có rất nhiều người ăn nó để thay thế những thứ khác trong chế độ ăn chay. Nhưng ngày nay chúng ta có thể thay thế trứng, nên không có vấn đề gì. Và nếu quý vị không có thứ thay thế trứng, khi nướng những bánh trước đây đã từng dùng trứng, thì quý vị có thể sử dụng sữa chua với số lượng tương tự. Dùng sữa chua thay vì trứng thì bánh ngọt có hương vị tuyệt vời, vẫn vậy mà không có mùi tanh của trứng. Vì vậy không có trứng quý vị sẽ không mất mát gì trong cuộc sống của mình cả. Những thầy phù thủy họ dùng trứng để hút năng lượng chiếm hữu ra khỏi người bị ma nhập. Nhiều người trong số họ làm vậy, họ ném trứng vào một người hay làm điều gì đó với trứng để hồn ma ra khỏi xác bị nhập. Chúng ta cũng đâu có muốn hấp thụ thứ đó vào cơ thể mình. Bất cứ gì tôi dạy là tốt cho quý vị. Nếu quý vị không muốn, quý vị có thể thử rồi biết sự khác biệt. Thật ra trứng hôi thối, không hiểu sao quý vị thích, tôi không biết. Sau một thời gian quý vị không thể thích được, không thể. Sau khi cơ thể quý vị được tịnh hóa và quý vị tu hành tốt rồi, quý vị sẽ không muốn ăn những thứ như trứng, cá hay thịt. Ngay cả mùi của nó sẽ làm cho quý vị buồn nôn, muốn ói. Sau khi tu hành tốt một thời gian, thậm chí ngay sau khi thọ pháp, bất cứ gì, kể cả thức ăn chay, đôi khi nếu họ làm quá giống như là cá thối hoặc tôm, quý vị sẽ không thích ăn. Nên đừng lo lắng về trứng. Nếu quý vị thích, cứ thử. Rồi khi ngồi thiền, quý vị sẽ không thấy ánh sáng. Quý vị cảm thấy khó chịu hay bất an, thì đừng đổ lỗi cho tôi vì đã không cảnh báo quý vị. Tôi không cấm điều gì cả. Chỉ hướng dẫn quý vị cho quý vị biết những gì tốt và không tốt cho quý vị. Rồi quý vị tự quyết định. Và bởi vì quý vị đã chọn lựa rồi, linh hồn quý vị biết điều gì là tốt nhất cho mình. Bởi vì tôi không ép buộc quý vị. Tôi không đến trước cửa quý vị bấm chuông và nói quý vị phải ăn cái này, hoặc quý vị không được làm điều nọ, hoặc quý vị đi theo tôi. Đây là sự quyết định của quý vị. Linh hồn quý vị có trí huệ. Nếu quý vị đã chọn lựa gắn bó với nó,
Sự lựa chọn tự phát luôn luôn tốt. Sự lựa chọn mà không có lý do luôn luôn tốt. Cái mà vô hại cho kẻ khác luôn luôn tốt. Vậy nên gắn bó với lựa chọn của mình và đừng đặt nhiều vấn đề về trứng hoặc thịt. Lý do nhiều minh sư quá khứ ăn uống. Sẵn đây quý vị hỏi về thức ăn, nhớ ăn một chút ít nhất khoảng một tiếng hay nửa tiếng hay một tiếng trước khi quý vị thiền. Phòng khi quý vị ngồi trúng một trong những tuyến gia trì tâm linh hay gì đó quá mạnh mẽ đối với quý vị. Cái đó đã quá mạnh rồi, đừng nói chi đến điểm nối kết thiêng liêng, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng đừng ăn no, chỉ 70-80% là đủ. Ít ra ăn chút gì đó nhé, để cho thêm tế bào vào cơ thể quý vị. Vì cơ thể chúng ta có một số tế bào giới hạn, và đôi khi có thể không đủ để hấp thu tất cả lực lượng này. Quý vị hấp thu lực lượng qua thức ăn, đến các tế bào của rau cải và thức ăn, và rồi từ từ truyền đi vào trong thân thể quý vị. Rồi quý vị giữ nó, và cơ thể quý vị có thêm ánh sáng, rồi quý vị có thể giúp chính mình và thế giới chung quanh. Đó là lý do nhiều minh sư trong quá khứ họ ăn. Chúa Giêsu ăn, Phật ăn, tiên tri Mohammed xin hòa bình đến với Ngài ăn. Minh sư Krishna ăn và Mahavira, mọi người. Cho dù có thể họ không biết về tư quơ, nhưng nếu không, họ biết bằng trực giác hoặc được thiên đàng cho biết để tiếp tục với lối dinh dưỡng của họ, bổ dưỡng thân thể. Nếu không, họ đã không thể hấp thu rất nhiều ánh sáng và năng lượng, hầu phân phát cho thế giới chung quanh và giúp cho chính họ cùng các đệ tử. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.